À, như vậy xuất phát á, là cái funnel là cái kết thúc nè, kết thúc là hình này. Nào bây giờ đưa cái logo này vô nè, thì chúng ta file place embed, file place embed, chúng ta chọn cái file logo 02 này nè, chúng ta đưa vô đó. Rồi sau đó mình kéo ra đó. Enter ra đây. Rồi sau đó cái file này á, nó là một cái file, nó có cái biểu tượng này nè, là đây là không phải là file hình mà nó được nhúng qua bởi phần mềm, bởi một cái file khác. Cái file này là cái biểu tượng của nó là cái này của luôn AI á, nhúng vô thì bên này nó sẽ có biểu tượng nó khác một tí, biểu tượng nó khác một tí đó. Thì chúng ta phải chuột phải, chúng ta chọn rasterize layer là biến nó thành layer bình thường nha. Chuột phải nha, chọn rasterize layer, biến nó thành layer bình thường là nó mất cái biểu tượng này à. Rồi sau đó thì thầy sẽ cắt đôi nó ra, dùng công cụ polygonal lasso tool, polygonal lasso tool. Rồi chúng ta mới vẽ. Đó. Sau đó chúng ta sẽ cắt cái ra, thì layer new layer via cache, layer via cache thì cắt cái ra nè. Rồi thì sau khi cắt ra xong tách hai layer này, chúng ta đổi tên cho nó, ví dụ cái này là dưới, gọi chữ dưới cho khỏi nhầm lẫn. Cái này là trên, là tên là trên, dưới trên. À. Rồi thế thì cái dưới và cái trên này á, thì chúng ta sẽ dùng cái màu của nó hiện tại là nó khác với là cái màu của cái nền, cho nên chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ hòa trộn màu. Chúng ta sổ cái danh sách này xuống nè, thì chúng ta chọn là hòa trộn, nó có nhiều chế độ lắm, thì mình phải chọn cái này cho nó phù hợp nhất. Thì đối với trường hợp này á, tôi xài cái multiply, multiply là cái màu của cái logo này nó sẽ hòa nhập với cái màu gốc của nó luôn. Chúng ta thấy ban đầu của nó là nó màu trắng đúng không, nó màu trắng, chọn multiply, thấy cái màu nó đổi không, nó tự động nó chuyển thành cái màu nó giống như cái màu nâu của cái vỏ luôn đó. Rồi cái trên này cũng vậy nè, cái trên này cũng vậy nè, cũng chọn là multiply nè đó, hai cái cho nó giống nhau. Rồi cái Ctrl T, Ctrl T nó dưới trên này nè, chuột phải chọn là distort, là mình biến dạng theo điểm á. Rồi mình di chuyển hạ nó xuống cho nó rạp xuống đây nè à, rồi giờ lên giờ xuống cho nó cái cảm giác như là nó gặp cái tem vô này á đó. Đó như vậy là xong thôi ha, xong rồi nè đó, mình ghép cái tem vô cho nó gặp xuống, cảm giác như là mình đóng cái tem vô vậy đó. Nhưng ban đầu thì nó không có đúng không, sau đó mình đóng cái tem vô, mình đang đóng tem vậy đó, đó như vậy. Rồi ok, xin mời lúc mình làm thì bạn này.